xây cầu sao sao người ta rớt vô nước vậy em? cái clip vui trên mạng á anh. Rồi chị Simi có thể cho chúng em biết là chương trình của chúng em về đó còn gì nữa không? Rồi giờ về là chiều là hình thành một cây cầu, xong rồi ở lại chùa ăn nhậu ăn chơi, xong rồi tới ngày mai đi xây thêm ba cây cầu nữa, rồi chưa biết nữa, em chỉ biết tới nhiêu đó thôi. Rồi cây cầu số 38 là xây cho anh nào? Cây cầu số 38 bây giờ chưa có xong, cuối tháng mới xong rồi mới đi. Rồi chương trình rất là nhiều nha mọi người, em cũng chưa định hình được nữa. Mình đi rồi mình coi ha.